các anh chị em. Và hy vọng rằng sau này khoảng một thời gian nữa chị em ta lại được gặp gỡ nhau để có những cái chia sẻ đặc biệt về công việc và thậm chí là cuộc sống và về con cái, về gia đình nữa ạ. Và đấy là những cái mà phụ nữ luôn luôn muốn nó hoàn thiện.